đã gần 3 năm trôi qua, nhưng anh M và người thân trong gia đình vẫn còn đau đáu với hành trình đi tìm công lý cho con gái của mình. Bản án tuyên cho kẻ ác 10 năm tù từ tháng 1 năm 2018. Từ đó đến nay, anh vẫn luôn luôn theo dõi xem việc thực thi sẽ ra sao. Tôi rất bức xúc chứ không phải là không. Bởi vì sao? Khi mà tòa án tối cao đã đưa ra cái bản án cho ông ý là 15 tù, mà bên phía thi hành án đã có quyết định là bản án có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2018 đến bây giờ, mà phía cơ quan công an vẫn chưa thực thi, nắm bắt ông ý. Ông ấy vẫn nhởn nhơ ở nhà như không, ông ấy vẫn đi lại bình thường. Thậm chí tôi còn phải trực tiếp đứng ra tôi quay hình ông ấy hoạt động bình thường. Ông ấy vẫn dửng dưng như không. Tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, bố mẹ vợ của anh M cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh M rất hạn chế đưa cháu về thăm ông bà vì sợ sẽ gợi nhớ lại những ký ức kinh hoàng cách đây 4 năm. Sự bức xúc với người hàng xóm vẫn không nguôi. Bây giờ các cháu nội nhà tôi cũng bỏ đi vắng, cũng sợ ông ý, cũng đi hết. Thế bây giờ chỉ có hai ông bà già ở nhà, cho nên tôi thấy ông lượn ra lượn vào đây, ông ra con gái ông ấy suốt. Là tôi cũng rất là bức xúc, mà dân làng hàng xóm ở đây cũng rất là bức xúc thay cho gia đình nhà tôi. Vẫn cứ hỏi thăm tôi rằng là tại làm sao mà ra xét xử hai lần rồi mà đến bây giờ pháp luật vẫn không bắt, vẫn không thi hành án, vẫn không gì mà ông vẫn cứ nhơn nhơn bình thường. Điều đau khổ hơn là vì sống sát vách nên ngày ngày những người thân của bé gái bị hại vẫn phải nhìn thấy cảnh kẻ đồi bại sống nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Cứ tưởng sau bản án được tuyên vào tháng 1 năm 2018, anh M có thể yên tâm làm ăn, chăm lo cho sức khỏe tinh thần của con. Thì giờ, lòng anh lại thêm hoài nghi, bức xúc, nhất là khi chuyện của mình chưa xong. Anh lại nhìn thấy thêm một vụ việc thực thi pháp luật với những trường hợp như của con gái mình có dấu hiệu thiếu nghiêm minh. Tôi cần pháp luật nghiêm minh trừng trị những cái người thực hiện những cái hành vi như thế, đội bại như thế với những trẻ em, nhất là với trẻ em. Trẻ em là cái mầm mống tương lai sau này, mà khi mà chúng nó tạo ra một cái dấu vết như thế và nó cứ nhớ mãi, sau này ấy, nó sẽ hành động một cách dại dột và tệ nạn nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Ông bố này cho biết anh và gia đình đã chuẩn bị mọi hồ sơ thủ tục để sẵn sàng một lần nữa đòi lại công lý cho con. Chỉ khi nào bản án được thực thi như những gì đã tuyên trước đó, anh mới yên lòng.